Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Kính quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai, 30 tháng 11 năm 2020. Kính chúc tất cả quý vị một tuần mới thật là nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn sẽ đến với chúng ta trong cái tuần lễ này. Thì vào cái ngày đầu tiên của tuần lễ thì chúng ta đã nhận được một cái tin rất là vui mà suốt những tháng vừa qua chúng ta chờ đợi. Thì Tổng thống Donald Trump cho biết rằng việc phân phối vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ được thực hiện vào tuần tới. Cả thế giới đang đau khổ và chúng ta đang đi vòng quanh đường cong, Tổng thống Trump nói, và vaccine sẽ được chuyển vào tuần tới. Thông báo này được đưa ra trong một thông điệp đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn đến các binh sĩ Hoa Kỳ ở nước ngoài qua hội nghị từ xa. Tổng thống Trump lưu ý rằng nhân viên tuyến đầu, nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ là những người nhận vaccine đầu tiên. Wow, một tin rất là vui nha quý vị. Quý vị biết không, ngày hôm qua một người bạn trong cái nhóm của Hồng Loan á, thì cũng gặp gỡ nhau thường xuyên, thì anh bị bệnh phải nhập viện, nguyên cả nhóm rất là lo lắng luôn. Không biết là ảnh bệnh như thế nào, thì vô bệnh viện thì ảnh bị tuột oxy, thì người ta mới cho ảnh thử nghiệm COVID-19 và may mắn quá là anh không có bị COVID-19, có nghĩa là nguyên nhóm mình là ok hết, chỉ là bệnh cảm bình thường thôi. Nhưng mà anh bạn của Hồng Loan á, thì có lẽ là ảnh làm việc quá sức, ảnh ngủ ít quá, làm việc quá sức cho nên ảnh bị kiệt sức. Làm cả nhóm cũng rất là lo lắng, mọi người gửi lời chúc mừng đến cho gia đình Hồng Loan nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhưng mà ảnh cũng đã được chích... Dạ, và thưa quý vị, ảnh là một người làm trong quân đội. Đây là một cái tin mà Hồng Loan nhận được ngày hôm qua rất là mừng luôn. Là ảnh là người đã được chích vaccine vào 6 giờ rưỡi sáng ngày hôm qua, ngày Chủ nhật 29 tây tháng 11. Giống như người chích đầu tiên vaccine. Bởi vì ảnh làm trong quân đội là ảnh là những người trong tuyến đầu, thưa quý vị. Và chúng ta tiếp tục với cái tin vui về vaccine ha. Theo tin của NBC News cho biết, hãng hàng không United đã chuyển lô hàng vaccine COVID đầu tiên do Pfizer sản xuất trên một chuyến bay cất cánh từ Bỉ. Một nguồn tin thân cận với quy trình cho biết FAA cho phép United Airlines chuyên chở 15.000 pound trên 6.800 kg đá khô mỗi chuyến bay, tức là gấp 5 lần khối lượng được phép thông thường nhằm bảo quản vaccine ở nhiệt độ siêu lạnh. Pfizer đã phát triển vaccine phòng COVID-19 cùng với đối tác Đức BioNTech, người khổng lồ dược phẩm Mỹ, cho biết họ sản xuất vaccine này tại Perth, Bỉ và ba cơ sở tại Mỹ là St. Louis, bang Missouri, Andover, bang Maryland và Kalamazoo, Michigan. Pfizer đã đăng ký xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 của mình trước khi tiến hành phân phối loại vaccine mà hãng đã công bố đạt hiệu quả ngừa bệnh hơn 90% này. Và CDC họp khẩn cấp đề nghị FDA chuẩn thuận dùng vaccine của công ty Pfizer. Tin từ Washington DC, giới thẩm quyền y tế liên bang sẽ có một cuộc họp khẩn cấp vào tuần tới để đưa ra khuyến nghị chích ngừa một loại vaccine coronavirus đang chờ chuẩn thuận. Trước tiên, cho các nhân viên y tế và những người trong các cơ sở chăm sóc dài hạn đầu tiên. Cuộc họp này được Ủy ban đặc trách về việc chích ngừa thuộc Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh CDC thông báo vào hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 11, nhằm thảo luận việc đề nghị Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm FDA sớm chuẩn thuận việc dùng loại vaccine của công ty Pfizer cho những người có rủi ro nguy hiểm nhất trước đại dịch. Được biết là cơ quan CDC sẽ bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 12 để khuyến nghị FDA chuẩn thuận việc chích ngừa vaccine của công ty Pfizer cho hai nhóm người đầu tiên là các chuyên gia y tế và những bệnh nhân tại các nhà dưỡng lão.
Thưa quý vị, hồi tuần trước thì Loan Lộc có cái thông tin đến quý vị là 10 tay họ sẽ có một cuộc họp và họ sẽ chuẩn thuận vaccine, là chúng ta sẽ bắt đầu được phân phối vaccine là 11 tháng 12. Nhưng mà trong cái tuần lễ qua họ đã làm việc rất là ráo riết, và thứ ba là ngày mai, ngày 1 tháng 12 họ sẽ cho cái cuộc họp khẩn cấp. Như vậy là sau đó là ngày 2 tay thì vaccine đã bắt đầu được tiêm chủng rộng rãi cho người dân nước Mỹ, là bởi vì cái vaccine này nó đã được 95% rồi, cho nên họ khuyến khích những người trong quân đội cũng như là bác sĩ, y tá, ai đồng ý volunteer để mà chích thì họ sẽ cho chích trước khi được FDA chuẩn thuận, bởi vì mọi việc là nó đã gần như hoàn tất rồi, thưa quý vị. Cái đó là tự mình, như anh bạn Hồng Loan là họ hỏi là anh có muốn tự chích nguyện. Anh có muốn chích không thì ảnh volunteer, ảnh chích, ảnh tự nguyện ảnh được chích, hoặc là mình chờ tới ngày hai tay mình chích, thì cái đó là tùy mình thôi. Và cái COVID-19 này nó cũng bắt đầu gây hậu quả nặng nề trở lại với lại quận Los Angeles. Thì vào ngày thứ Bảy ở quận Los Angeles đã thông báo là nghiêm cấm những người không ở cùng trong một gia đình hội họp lại với nhau, trở lại giống như cái thời kỳ vào tháng 3, thưa quý vị. Và tất cả các casino đều phải đóng cửa, cũng như là nhà hàng thì không được mở bán ăn tại chỗ, không được ăn tại chỗ nữa, chỉ có to go mà thôi. Mọi việc lại trở về với lại tháng 3. Nhưng mà đợt này thì mình không có cảm thấy là lo lắng quá đáng, bởi vì vaccine đã tới rồi. Hy vọng là tất cả những người tuyến đầu, bác sĩ, y tá và tất cả các cô, chú, bác, những người lớn tuổi được chích vaccine đầu tiên, thì điều đó là làm cho tất cả mọi người cũng như Loan Lộc yên tâm nhất rồi. Tuổi trẻ thì có bệnh hay gì thì cũng cố gắng vượt qua được. Nhưng mà các cô, các chú, những người lớn thì cần có vaccine. Điều đó là làm cho mình vui nhất hả quý vị ha? Và một điều nữa mà Hồng Loan muốn nói về vaccine đó, là hiện tại bây giờ cái thời điểm nhạy cảm nha quý vị. Cho nên nó sẽ có những cái vaccine giả nó sẽ tràn lan khắp nơi. Cho nên cô chú bác anh chị nhớ là mình khi mà mình tiêm vaccine là phải được phép tiêm từ bác sĩ gia đình hoặc là từ những cái nơi mà của nhà nước đưa xuống, là phải có sự đồng ý của nhà nước. Mình có bảo hiểm hoặc mình có Medicare thì mình được chích những cái đó. Chứ quý vị đừng có lấy tiền túi mình trả tiền ra để mà được chích cái liều vaccine. Thì thật sự bây giờ cái liều vaccine nó rất là hiếm hoi. Họ chỉ bao nhiêu đó là họ đưa ra bao nhiêu người chích như vậy thôi. Không thể nào để mà dư thừa ra ngoài để mà mình trả tiền mình chích đâu. Cho nên quý vị cố gắng đừng để bị người ta lường gạt rồi mình chích những cái loại vaccine không có tốt, mình tiêm vô cơ thể mình thì mọi việc nó đã muộn rồi. Hồng Loan muốn nhắc nhở đến quý vị, cái gì Hồng Loan biết, Hồng Loan nghĩ cái hậu quả nó xấu thì Hồng Loan muốn chia sẻ với quý vị. Mong là tất cả chúng ta đều khỏe hết nha quý vị ha. Khi có một ký giả hỏi Tổng thống Donald Trump thì ông nói rằng chắc chắn sẽ rời tòa Bạch Ốc nếu cử tri đoàn chọn Biden. Tổng thống Donald Trump cho biết ông chắc chắn sẽ rời tòa Bạch Ốc nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho tổng thống đắc cử là Joe Biden. Vào thứ Năm, khi được một ký giả hỏi liệu ông có rời tòa Bạch Ốc nếu mà ông Biden thắng cử không, thì ông tổng thống đáp, chắc chắn tôi sẽ như vậy mà, và anh biết điều đó. Có nghĩa là ông Donald Trump nói là nếu như mà khi đưa ra các cử tri đoàn, có nghĩa là khi mà 50 cử tri đoàn bỏ phiếu đó quý vị, 50 cử tri đoàn bỏ phiếu, khi mà một trong hai người không có đủ được 270 cái phiếu của đại cử tri, sau đó thì sẽ có một cái sự hợp lại với nhau của 50 cử tri đoàn. Nếu mà người nào được 26 phiếu cử tri đoàn thì là người đó là được bầu chọn. Thì Tổng thống Donald Trump nói là nếu như ông Joe Biden được những người cử tri đoàn bầu chọn mà được mà 26 lá phiếu trở lên thì ông sẽ đồng ý rời khỏi tòa Bạch Ốc.
Kính thưa quý vị, một cái tin rất là rùng rợn xảy ra ở Việt Nam quý vị. Vào tối ngày 27 tháng 11, cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể trong một vali, để trong một cái vali trong cái khu nhà ở quận 7. Wow. Dạ, kính thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 11 thì công an quận 7 nhận tin báo về việc phát hiện chiếc vali nghi vấn có thi thể người bên trong tại một căn nhà thuộc khu dân cư ở phường Tân Hưng, quận 7. Nhận tin báo, lực lượng công an quận 7 phối hợp cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai và làm rõ vụ việc. Đến hơn 0 giờ 40 phút ngày 28 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường. Việc khám nghiệm đang thực hiện rất khẩn trương, các lực lượng chức năng trao đổi tình hình vụ án khá căng thẳng. Theo cơ quan điều tra, lúc 18 giờ ngày 27 tháng 11 thì nhận được tin báo về việc phát hiện một vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm, cộng lực có vết máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 công ty Creata Việt Nam, địa chỉ số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7. Công an thành phố đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định của vụ án mạng. Ngoài vali màu hồng và các dụng cụ được phát hiện ở lầu 1, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 túi ni lông to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Bên trong vali và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người. Qua điều tra ban đầu, công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là John Incho, sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc công ty Creata Việt Nam, và nạn nhân là Han Tong Duc, sinh năm 1987, quốc tịch Hàn Quốc, là bạn của đối tượng John Incho. Sau khi gây án, John Incho đã rời khỏi hiện trường bằng xe ô tô hiệu Kia màu đen. Công an thành phố đã đưa ra thông báo truy tìm đối tượng. Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ John Incho khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Mastery Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, đồng thời cũng phát hiện và thu giữ xe ô tô Kia màu đen mà đối tượng sử dụng khi bỏ trốn. Được biết, ngôi nhà do John Incho thuê mướn gần cuối tháng 11 năm 2020, John Incho thông báo với lại chủ nhà là trả lại nhà. Thì đến tối ngày 27 tháng 11, chủ nhà đến kiểm tra phát hiện trong nhà vệ sinh có một vali bốc mùi hôi thối và nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mới trình báo công an. John Incho đã có gia đình sang Việt Nam làm ăn, sinh sống và lưu trú tại một chung cư ở phường Tân Phong, quận 7. Tuy nhiên, người này lại thuê một căn nhà ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để hoạt động kinh doanh và làm giám đốc công ty. Bước đầu, John Incho khai nhận khoảng 2 ngày trước khi thi thể trong vali bị phát hiện, một mình John Incho ra tay sát hại nạn nhân đồng hương Hàn Quốc khi người này đến căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam. Sau khi sát hại đồng hương, John Incho đã tìm cách phi tang xác, bỏ xác nạn nhân vào vali để trong nhà vệ sinh căn nhà rồi bỏ trốn. Nguyên nhân John Incho ra tay sát hại đồng hương là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Theo lời khai thì tại căn nhà này khi mà chỉ có hai người, John Incho đã rủ Han Tong Duc uống bia nói chuyện. Thì khi đó John Incho bỏ một loại thuốc mê vào trong bia cho Han Tong Duc uống, nên sau đó nạn nhân mệt mỏi và nằm thiếp đi. Lúc này thì John Incho lại ra tay sát hại đồng hương của mình. Sau khi gây án xong, John Incho đã lấy một số tài sản của Han Tong Duc rồi lái xe hơi của nạn nhân rời khỏi hiện trường và sau đó bị cảnh sát công an của Sài Gòn bắt giữ tại quận 2. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý, đưa về trụ sở công an để làm việc. Mình đó giờ mình coi toàn là coi phim giờ, sao mình thấy nhiều quá chuyện hả? Phim nó ra đời nhiều quá. Không bao giờ mình nghĩ được mà ai mà nỡ lần nào mà giết người ta xong rồi lấy cưa, lấy kèm, cắt rồi bỏ từng phần vô. Mà nếu mà ông đã giết người rồi ông bỏ trốn, ông để cái vali đó không lẽ ta không thấy, ông bỏ trốn thì để nguyên người ta đi, sao phải cắt người ta ra làm chi? Phải không? Ví dụ nếu mà ông cắt ra rồi ông đem đi, ông bỏ ở ngoài hay gì đó, còn để nguyên trong nhà rồi bỏ trốn như vậy mà nở lòng nào? Cái đó là bạn của mình đó. Bởi vì cái gì mà khủng khiếp quá ha. Bởi vì mình nói bây giờ thời đại mà thông tin nên mình biết được rất là nhiều cái tin thật là kinh khủng dễ sợ luôn.
Hồi nói tin ghê quá, bây giờ gửi đến quý vị một cái tin rất là vui mà cũng rất là lạ luôn nha quý vị. Có một người đàn ông chơi ngông dẫn 6 cô bồ mang thai đi dự đám cưới của bạn. Khi dự đám cưới mà khoe xe rồi khoe quần áo hiệu, điện thoại xịn là hồi đó giờ là chuyện xưa rồi. Bây giờ là khoe là phải khoe dẫn bao nhiêu người đi. Khoe cái thứ mà ít có ông nào dám làm ha. Ừ. Thì cái người đàn ông này tên là Mike Iswali Wagu, là chủ hộp đêm ở Nigeria. Ông tuyên bố làm không ai có thể làm được cái điều mà ông làm. Ông là chủ một trong những hộp đêm sang chảnh bậc nhất đến từ Nigeria và được gắn với mác bên ngoài đẹp trai, bên trong đầy tiền. Nhờ vậy bên cạnh anh này không bao giờ thiếu phụ nữ. Tại không chỉ Nigeria, Mike là một cái tên đầy ồn ào. Anh từng khiến báo chí thế giới chú ý vào năm 2017 khi dắt 2 phụ nữ với dây xích trên cổ của họ đến dự đám cưới của một người bạn. Và mới đây nhất, cái tên của ông chủ hộp đêm này lại một lần nữa gây xôn xao với chiêu trò chiếm spotlight của cô dâu chú rể. Số là ông Mike được mời đến dự lễ cưới của nam diễn viên Nollywood Williams Uchemba và cô dâu Brunella Oscar giữa một rừng ngôi sao siêu mẫu, diễn viên, trai xinh gái đẹp đang chú ý đến đôi tân lang tân nương. Mike xuất hiện và ngay lập tức thu hút tất cả mọi sự chú ý đến mình, không phải nhờ gu ăn mặc kỳ dị, không phải hàng hiệu đắp trên người hay siêu xe tỷ đô, mà bởi Mike is khoác tay 6 cô gái xinh đẹp đang mang thai mà anh này tuyên bố là tác giả của cả 6 cái thai đó. Mike được biết đến với cái tên Freddy Mike trên mạng xã hội, đã chia sẻ một đoạn video trên Instagram và tiểu đội dự đám cưới của mình. 6 cô gái mà Mike đều trông thật lộng lẫy trong bộ trang phục màu bạc ánh kim, trong khi anh này khoác bộ vest không cổ màu hồng nổi bật. Không có chiêu trò nào ở đây đâu, tôi chỉ chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên 6 bạn gái của mình. Tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ. Đúng là một điều rất là lạ mà chắc không dám người đàn ông này dám làm đâu ha. Ông này ông trở là cái thời mà hồi xưa đó, thời mà kiểu dạng hơi vua chúa, mà những người mà có thế lực cái là bao nhiêu vợ cũng được, bao nhiêu con cũng được á. Người ta khoe là nếu mà ai mà nhiều vợ nhiều con là người đó là giàu. Tại vì ông trở là cái thời cách đây, thời xa xưa. Mình nói như hiện tại bây giờ ở bên Brunei thì những ông hoàng của Brunei thì cũng có quyền, có những người đàn ông chứ hả? Ở bên Brunei là họ cho có được 5 người vợ luôn. Thì ông này là ở Nigeria mà lòng quá luôn, mà 6 bà có bầu cùng lúc luôn mới giữ. Đúng, wow. đúng là một điều rất là không lo nghĩ, chắc không ai làm được đâu ha. Trong thời buổi bây giờ không ai làm được điều này, không ai muốn làm và không ai dám làm. Thì cái người này làm được thì người này mới là nổi bật hơn. Hôm nay ngày đầu tuần thì chia sẻ đến quý vị những cái tin rất vui về vaccine và một câu chuyện vui vui, tin hot ở Nigeria đến quý vị ha. Loan với Lộc cầu mong cho ngày mai là cái ngày họp để mà chuẩn thuận vaccine, và bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 tất cả mọi người lớn sẽ được tiêm chủng vaccine. Quý vị nhớ nha, đầu tiên là cái vaccine của Pfizer đó, thì Hồng Loan có nghe mấy cô chú anh chị lớn với là những người làm trong ngành y á, thì họ nói là Pfizer là cái loại vaccine tốt nhất. Thì nếu như mình được tới gọi để mà tiêm vaccine thì mình yêu cầu được tiêm Pfizer nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Yêu cầu Pfizer chỉ có thuốc đó là bắt phải chích thôi chứ. Nó công Moderna nữa, nó 2 loại. Nhưng mà thì trước mắt là họ sẽ cho, không ý em nói là về sau á, về sau thì sẽ có thêm một loại thuốc nữa, nhưng mà hiện tại người ta nói là Pfizer là tốt nhất.